Chào tất cả cả nhà mình nha. Chính nay chính muốn giới thiệu với mấy bạn là nay chính dọn về nhà mới đó. Nay được 3 ngày nha mấy bạn. Đó thì đây là mình quay lại cái cảnh mà cái ở trong cái phòng này chính là mấy bạn cũng biết rồi. Chính thì chả có cái gì đâu mấy bạn. Nếu mà nói về tài sản không có cái gì mà cái gì mà đáng giá nha mấy bạn. Thì mình muốn giới thiệu cho mấy bạn chính mới giờ về cái căn phòng này đó thì được đâu ở bề ngang là 5m đó, mà bề vô thì 6m đó, nó có được cái gác nha mấy bạn. Mình đang đứng trên gác mà mấy bạn, đây là gác đó mấy bạn đó. Cái gác mà con mình nó ngủ trên này nha mấy bạn. Đó thì mình thuê cái nhà này là 5 triệu nha mấy bạn. Đó là mình phải đưa cọc 5 triệu, rồi điện nước thì nó là chính thức nha mấy bạn. Được các là cái đó nha mấy bạn. Nó đỡ được con cái là không có phải mà giống như ở mà cái chỗ mà chính mới vừa dọn vô thì điện thì chính thức mà nước đó thì là nói là đó bây giờ dòm đi thì điện nè, rồi chỉ đồng hồ nước nè, nhưng mà cái đồng hồ nước đó là nó đi qua cái đồng hồ nước kia nữa nha mấy bạn. Thấy không? Đồng hồ nước của chính nó ở mướn bên kia đó, nó không phải là đồng hồ chánh đó, bởi vậy mới xài nó mới lên tới 26.000 mấy một ký nha mấy bạn. Thì đó thì mình mới không có ở bên đó nữa, mình thu sóc mình nhận xếp mình dọn về bên đây ha. Thì nói cho các bạn làm ơn kiểm chính ha. Thì bây giờ chính quay hết cái phòng ở đây chính ở đó. Đó, rồi có bạn thì hỏi là anh ở đâu thì chính cũng chưa dám trả lời nữa nha mấy bạn. Tại vì mình mướn mà nói thật với mấy bạn chứ cũng hên xui luôn. Nếu có tiền thì mình ở thì mình mới dám nói, còn không có tiền mình ở thì biết đầu tháng hay tháng mình dọn sao mấy bạn ha. Rồi đó để mình nói với mấy bạn ha. Rồi bây giờ để con mình nó quay sơ cấp phòng này cho mấy bạn thấy ha. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Rồi, cũng rất là cảm ơn các bạn cũng theo chính mà ủng hộ tinh thần cho chính nha. Rồi đó, cái căn phòng nó có là bao nhiêu đó, cái diện tích nó có bao nhiêu đó mà mấy bạn. Còn tài sản thì mấy bạn khỏi nói rồi, nhà không có cái gì hết trơn á. Ở đây là cái tổn thần mấy bạn ha. Mình có nói với mấy bạn rồi, cái thủng tổn này bây giờ cao lắm, chừng 200.000 Việt Nam đồng nha mấy bạn, chứ không phải 200.000 đô nha. Đó ra đây cái tủ lạnh là mình xài là cũng gần cái chục năm rồi đó mấy bạn ha. Rồi có chỗ mà nấu ăn mình kiếm chỗ chui vô chui ra, che nắng che mưa được rồi mấy bạn. Mình cũng muốn mướn cái nhà nó rẻ hơn nhưng mà đều là nó trung đụng đó mấy bạn. Rồi với phần mà cái vụ mà ba cái điện nước mà kinh doanh nó chính bực cái đó lắm nha mấy bạn. Nhiều khi nó tới 3.500-4.000 đồng một ký điện. Nếu mà mình xài mà bóng đèn mà mình câu vậy mấy bạn, mình một tháng tính ra tính tiền điện là cả triệu mấy bạn. Mai là không có máy lạnh nha mấy bạn. Rồi chào các bạn, chúc các bạn trong cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành ha.